diễn võ trường thiên thu cốc khoảng thời gian này các ngươi tu luyện thế nào rồi đại trưởng lão lôi thiệu thiên văn thần thay lục tu hành xong quyển thứ ba hiện giờ đã đột phá đến đạo thái cảnh tam trọng thiên nhị trưởng lão lục ảnh nhi thiên văn thần thay lục tu luyện xong quyển thứ hai đạo thái cảnh nhị trọng thiên tam trưởng lão sở trúc vận thiên văn thần thái lục tu luyện xong quyển thứ hai đạo thái cảnh nhị trọng thiên tứ trưởng lão trọng duyệt thiên văn thần thay lục tu luyện xong quyển thứ nhất đạo thái cảnh nhất trọng thiên Ngũ trưởng lão thanh hư tử, quyển thứ ba đạo thái cảnh nhị trọng thiên. Lục trưởng lão liễu xuyên nguyên, thiên văn thần thay lục tu luyện xong quyển thứ tư đạo thái cảnh tam trọng thiên. Rất tốt, chiến lược của thiên thu cấp chúng ta hiển nhiên đã nâng lên một tầng cao mới. Vừa hay bổn chương 6 cũng tăng lên không ít tu vi, không bằng chúng ta. Tiếp xúc tiếp xúc, trưởng giáo đừng, hạ thủ nhẹ chút. A a a a a a, ta đi bế quan các ngươi cũng không được dừng việc tu luyện đâu đấy. Ngoại vi thiên thu cấp yêu thú yêu vương ưng thành bằng sở tự cự thú đại bàng vô cực xích nhật bệ hạ chẳng qua chỉ thời gian ngắn thiên thu cốc đột nhiên lòi ra sáu đạo thái cảnh là do tân trưởng giáo của chúng nhân loại đáng thương chỉ thấy mấy đạo thái cảnh đã sợ đến mức này trận chiến này chỉ cần dũng sĩ yêu tộc ta là đủ không cần ba phế vật các ngươi ra tay ngươi vậy thì vất vả ngươi ra tay rồi hừ hừ tiểu hoàng đế của nhân tộc bộ dáng khom lưng quỳ gối của ngươi ngược lại ta cũng không ghét đâu chúng yêu thú nghe lệnh công phá thiên thu cốc đoạn truyền thừa gian trận kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phong không đại trận trận hình công kích thiên thu cốc vậy mà nhanh như vậy đã học được phong không trận pháp rồi trận pháp này nhất định là phong trưởng giáo đó phá giải sửa lại sợ là phong hà trưởng giáo là thành linh thể trong truyền thuyết là thật nhìn là hiểu học là biết cũng không biết hẳn pháp thần thông rồi hiện giờ đã nắm bắt được bao nhiêu công pháp thần thông rồi càng đáng sợ đó là hắn có thể từ cơ sở của công pháp ban đầu suy diễn ra công pháp mạnh hơn hậu sinh khả úy nghe nói cửu long thánh tâm quyết đã bị hắn học được rồi trẫm cũng tò mò hắn đã cải tạo lại công pháp thành thế nào rồi bệ hạ chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn mặc pháp khác nhau của hoàng thất huyền võ không thể lại để rơi vào tay hắn trẫm tự có chừng mực nhân loại thật sự là nhát gan yếu đuối lại ngu không ai bằng nếu không muốn công pháp của bản thân rơi vào tay hắn Vậy thì biến phong trưởng giáo đó thành người chết là được rồi. Trận pháp này quả nhiên không ngăn được nguyên đan cảnh tam trọng thiên như cô ta. Yêu vương ưng thành bằng vậy mà lại nữ sao? Cũng không phải, ưng thành bằng bận việc yêu vương đại hội không thể đích thân đến, đó là con gái của bà ta. Ưng hóa vũ. Thời gian thăng lên đảo thay quá ngắn, sử dụng loại đại trận như vậy vẫn không đủ lực sao? Địch nhân đã ở trước mắt, không có thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi hồi phục nữa rồi. Chúng trở mạnh lên chính là vì bảo vệ các đệ tử. Trước khi trưởng giáo đến, trông đỡ. Chúng ta cùng nhau hợp lực, không phải không có cơ hội thắng. Ta, ta đồng ý. Bảo trưởng giáo các ngươi, lăn ra đây, ắt gì. Nếu đi vạn yêu quốc độ vẫn là biến thành hình thái yêu tộc thì tốt hơn. Tổ long thái hư đại pháp có thể thông qua tiến hành chiết xuất huyết, mạch thay đổi kết cấu cơ thể. Đáng tiếc có tác dụng phụ, làm không tốt sẽ giống như thanh linh lãnh chủ, càng ngày càng ngốc. Phù mộng tam sinh huyết có thể thông qua linh hồn huyễn tưởng để những thần thông giả khác tưởng nhầm ta là yêu tộc. Nhưng gặp phải yêu tộc cảnh giới cao hơn hoặc thần lực mạnh hơn rất có khả năng sẽ bỏ vạch trần, sợ là bị yêu thú trực tiếp ăn mất. Cái nào cũng không đáng tin, ta nên làm thế nào, thật sự là khiến người ta đau đầu. Có thể rơi từ trên trời xuống một thuộc tính để ta dùng không? Âm ầm ầm. Âm. âm thanh gì vậy? Lẽ nào là ấu nương đang gõ cửa gọi ta ăn cơm? Quạ 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 quạ. Đây lại là tình huống gì vậy? ưng chẳng. hu oa lục mau quy nhân hiện tại ta sớm đã nhận ra ý đồ của các ngươi rồi thành thành công rồi nhân loại ta phải khiến ngươi chết mất xác trọng duyệt oa a a đừng sợ bổn trưởng giáo ở đây ồ hắn cuối cùng cũng đến rồi trưởng giáo thiên thu cốc ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra cơ mạnh hơn lão đầu trước đó chút đến thiên thu cốc ta làm khách còn phải giấu giếm cũng có chút không hiểu lễ nghĩa rồi lộ ra bộ mặt thật của ngươi đi ánh mắt này đây là đó là thân ngoại hóa thân chi thuật của yêu vương ưng thành bằng nghe đồn ưng thành bằng thông qua thuật này luyện hóa ra rất nhiều hóa thân chỉ là không ngờ hắn vậy mà hạ thủ với con gái duy nhất của mình nhân loại ngươi vậy mà tu luyện được thanh long huyết mạch phù ha 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 vốn dĩ là đến vì truyền thừa của thiên thu cốc không ngờ có được một thu hoạch khác thứ thứ mọc ra là cái gì vậy phốc ha ha người trẻ tuổi thật là ngạc nhiên quá mức rồi ta là yêu vương ưng thành bằng đây là phân hồn của ta mà thôi mà nó là con gái đáng yêu của ta trưởng giáo tuổi trẻ của thiên thu cốc vốn dĩ ta định đem thi thể của ngươi treo lên thị chúng nhưng ta thay đổi chủ ý rồi ta phải đem ngươi làm thành hóa thân mới của ta các ngươi mau tránh ra hắn ta nhằm vào ta mà đến Trưởng giáo, cách ta, xa chút. Bệ hạ, nếu ưng hóa vũ là do phân hoàn của ưng thành bằng thao túng, nói như vậy phân hùng có nguyên đang cảnh tam trọng thiên, nguyên đang cảnh của Phong Hạ vẫn chưa ổn định, bây giờ lại bị xâm nhập tử phủ phần tháng nhỏ càng thêm nhỏ a. À. Nhưng ưng thành bằng yêu thú đến con gái cũng hạ thủ như vậy thật sự quá nguy hiểm rồi. Trong thanh minh tử phủ của Phong Hạ, chẳng qua chỉ mới bước vào nguyên đan cảnh, mi tâm tử phủ lại có quy mô cỡ này, đợi đã chiếm được thân thể ngươi, nhất định phải luyện hóa cho tốt. Cô gái đó, con gái của ngươi. Cô ấy thế nào rồi? Ngươi là muốn biết bản thân tiếp theo sẽ gặp phải vận mệnh gì sao? Trở thành hóa thân của ta sẽ giống như con rối nghe theo ta bài bố. Tử phủ của ngươi sẽ bị ta chiếm lĩnh hoàn toàn, nhục thể của ngươi sẽ do phân hồn của ta thao túng. Mà bản hồn của ngươi sẽ bị ta giam cầm cả đời. Này, ngươi và con gái ngươi, rốt cuộc có ân oán gì? Người mới hạ độc ác như vậy. Ân oán, chúng ta chẳng có ân oán gì. Ta đối với con gái trước giờ luôn tốt, xin nó giữ nó. Tiêu phí lượng tài nguyên lớn bồi dưỡng nó, chính là hy vọng nó có thể tôn kính ta. Nhưng hài tử hiếu thuận thế nào cũng không bằng thân ngoại hóa thân ta thao túng. Vậy nên ta nghiên cứu ra thuật thân ngoại hóa thân này. Nó chính là đối tượng luyện chế hóa thân đầu tiên của ta. Từ đó, nó không còn ngủ ngược với ta nữa. Nếu như có ngày nào đó bản tôn của ta cần, còn có thể hấp thụ nó. Tài nguyên lúc trước tiêu phí vào người nó, một chút cũng không lãng phí. Thật sự là, cận bã không có thuốc chữa. Muốn luyện hóa ta, không có cửa đâu ngươi làm thế nào thoát ra khỏi ràng buộc của ta? Chẳng qua chỉ là nhân loại cảnh giới còn không bằng phân hồn của ta mà thôi. Yêu quái thối, hiểu rõ cho ta. Đây là trong tử phủ của ta. Có phải ngươi tưởng rằng tiêu tư diệt đạo phân hồn này của ta là xong chuyện? Nếu ngươi diệt đạo phân hồn này của ta, tất cả ký ức của phân hồn này sẽ quay về não bản tôn trong nháy mắt. Đến lúc đó bản tôn của bản vương và những thân ngoài hóa thân khác đều sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ không giết phân hồn của ngươi. Ngược lại, như ngươi nói, ta sẽ lợi dụng ngươi thật tốt, một chút cũng không lãng phí. Không, không thể nào, ta, ta sao có thể bị nhân loại ăn. Điều đó không do ngươi. Kim bằng hóa vũ công, nâng thành bằng hồn nguyên. Trưởng giáo, ngài không sao chứ. Các người yên tâm đi, một đoạn văn hồn nho nhỏ mà thôi, không thể làm gì được ta. Ngược lại phân hồn của hắn, bị ta tóm được rồi. Cái gì? Không hả cư nhiên đánh thắng phân hồn của ưng thành bằng. Phong trưởng giáo này quả nhiên có chút bản lĩnh. Các người xem. Hắn là muốn làm gì ưng hóa vũ? Trưởng giáo, chúng ta trần mạch cho cô ấy. Cô ấy đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thần tiên cũng khó cứu. Trong tử phủ của ta, lời của ưng thành bằng cho ta một số linh cảm. Ta phải thử khởi tử hồi sinh. Ngươi tỉnh rồi, là là ngươi, không sai, chính là bản trưởng giáo cứu ngươi, khởi tử hồi sinh, đây là thần thông chưa từng có trên thế gian. Bệ hạ, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta mau rời khỏi thôi. Thái Khanh đừng hoảng, cùng chấm xem kỳ biến. A, à, hạ, ta bắt được rất nhiều chim, chim, chúng ta cùng nhau nướng chim ăn đi. Oi, ở đây có con to hơn, ăn cái này trước. Ấu Nương, con này ta vất vả lắm mới cứu lại được, không thể ăn a à a, à, cứu về vừa nãy vẫn luôn bận bắt chim, vừa nãy xảy ra một một số chuyện, tóm lại không thể ăn. vừa nãy rõ ràng cô ta đã sắp chết rồi, không biết phong trưởng giáo dùng thần thông gì, cô ta liền sống lại. ô ô, a à, hạ lợi hại quá, người dùng thần thông gì vậy? đây là công pháp mới ta dung hợp tổ long thái tức đại pháp, phù mộng tam sinh quyết và thiên văn thần thay lục và nhiều môn công pháp sáng tạo ra. tạo hóa huyền công, tạo hóa huyền công, trưởng giáo, công pháp này rất cục có chỗ kỳ diệu nào mà có thể khiến người khởi tử hồi sinh? trước ta ta bế qua là muốn sáng tạo ra một công pháp có thể thay đổi kết cấu thân thể thậm chí là linh hồn khí tức của con người nhưng vẫn luôn không có manh mối cho đến khi ta gặp phân hôn của ương thành bằng nhận được dẫn dắt mới tìm ra